Chào bạn, thì trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái cách thức hoạt động của blockchain. Đấy, vì đây là cái blockchain nguyên bản và tất cả các blockchain khác thì nó đều xây dựng dựa trên cái nguyên lý chung này. Đấy, dựa trên cái blockchain cơ bản này. Thì blockchain Bitcoin nó sử dụng thuật toán là SHA-256. Thuật toán này sinh ra mã băm là mã băm nó là 256 bit. Đấy. Với cái kích thước ổn định và độc nhất, một mã băm tương tự như một mã băm bí mật. Đấy. Sẽ sử dụng cái phương thức mã hóa nhằm ẩn giấu dữ liệu theo cách mà gần như không thể giải mã nếu nếu không được cấp quyền. Mã băm được tạo ra nó luôn có cùng cùng độ dài, và bất kể là bạn đưa vào một từ hay là cả một cái cuốn sách thì bạn sẽ vẫn thu được một cái mã băm có độ dài không đổi đối với mọi khối lượng dữ liệu đầu vào. Có nghĩa là nếu như bạn đưa vào dữ liệu của hàng trăm cuốn sách chẳng hạn thì nó vẫn cái mã băm đấy nó vẫn có độ dài là không đổi và rất khó giải mã nếu như mà bạn bạn không được cấp cấp quyền. Nếu bạn thay đổi một ký tự thì mã băm nó sẽ thay đổi hoàn toàn đấy. Và mã băm nó chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà không liên quan đến cái dữ liệu đầu vào, gần như không thể tìm ra được cái thông điệp ban đầu từ mã băm, trừ khi là bạn biết cái thông điệp ban đầu hoặc là cái khóa cá nhân. Đây là một cái yếu tố cơ bản của blockchain, có nghĩa là chỉ dựa vào cái thông điệp ban đầu thôi thì bạn có thể truy ra được những cái khối tiếp theo. Và ví dụ như là chúng ta có cái khối đầu đầu tiên, cái khối nguyên thủy là cái khối không. Khối không thì ví dụ như là như đây, như trong ví dụ đây, nhận 100 bit và Sally có thể nhận hoặc là cho 50 bit chẳng hạn, thì nó sinh ra được cái mã băm 0000 6917 gì đấy. Và đối với cái mã băm tiếp theo ấy thì nó sẽ chứa cái mã băm nguyên thủy của nó. Đấy. Ví dụ như chúng ta có thể thấy này, cái mã băm không thì nó có cái giá trị như này. Mã băm ví dụ như là dữ liệu của một cuốn sách chẳng hạn thì nó cũng có như thế này. Mình chấm 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 là có nghĩa là có nhiều cái ký tự tiếp theo và nó có cùng độ dài nhé. Các mã băm này nó phải có cùng độ dài như mình vừa nói. Mã băm của cái chữ blockchain chẳng hạn thì nó sẽ có cái ký tự như này. Đấy. Thì qua thông qua các ví dụ trên thì bạn có thể thấy rằng không thể xác định được cái dữ liệu đầu vào. Đấy, từ mã băm sinh ra. Đấy, cái nghĩa là mình nhìn cái mã băm đó mình không không thể nào xác định được cái dữ liệu đầu vào. Cũng rõ ràng rằng là một cái thay đổi nhỏ chẳng hạn như là một cái ký tự viết hoa thành viết thường chẳng hạn, hay là những cái khoảng cách trong 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 chữ chẳng hạn thì có thể khiến cái mã băm nó sẽ phát sinh ra cái sự thay đổi. Ví dụ cái khối giao dịch đầu tiên là nó như này, nó xuất hiện mã băm như này, thì cái khối giao dịch thứ hai ấy, nó sẽ chứa các cái giao dịch như trong cái ví dụ này chẳng hạn. Đấy, thì mỗi giao dịch sẽ được chủ tài khoản gửi hoặc là chủ tài khoản gửi Bitcoin ấy, sẽ xác nhận bằng một cái khóa cá nhân, tức là cái người gửi ấy, sẽ xác nhận bằng một khóa cá nhân và mạng lưới sẽ không thể thấy được cái khóa cá nhân đấy. Lưu ý là mạng lưới không thể nào thấy được cái khóa cá nhân đấy, nhưng mà họ có thể kiểm nghiệm cái khóa cá nhân được cấp quyền đấy. Ví dụ cái mã băm thứ hai chẳng hạn, mã băm hai. Ở trên là mình thấy là cái mã băm một đúng không?
thì đây là mã băm 0 thì mã băm 1 sẽ sinh ra là 0 0 0, ví dụ như thế nhé. ED 97 F 8 chẳng hạn, đây đấy, nó sẽ sinh ra như thế. Thì cái mã băm 1 này nó sẽ chứa cái mã băm trước đó, tức là nó bao hàm luôn cả cái mã băm 0 này. Đấy. Tức là khối sẽ vẫn còn chứa cái mã băm của khối trước. Đấy. Cái khối thứ hai này chứa cái mã băm của cái khối thứ nhất này. Đấy. Một số được gọi là nâng. Đây là cái số chỉ dùng một lần thôi. Và nó cũng cái chứa trong cái mã băm 1 này. Đấy. Số này là đáp án cho cái mảnh ghép mà một thợ đào phải giải, là chúng ta phải giải, tức là người thợ đào đấy phải giải ra thì mới nhận được cái phần thưởng để bổ sung được một cái khối hợp lệ, một mục đích là để bổ sung một cái khối hợp lệ trên blockchain và nhận được được cái phần thưởng là Bitcoin về đấy. À mình nhầm nhá, đây là khối 1. Vậy cái khối thứ hai, khối thứ hai ví dụ giao dịch của khối giao dịch thứ ba sẽ chứa chứa cái giao dịch mà đã xác nhận ở phía dưới cùng với cái mã băm của khối trước đó và cái tham số nâng này, ví dụ như là mi gửi 90 Bitcoin. Đấy. Tony nhận 30 bit. Đấy. Thì cái mã băm 2 nó sẽ xuất hiện. Nó bằng là ví dụ như thế này đi, ông công CADA 37 96 chẳng hạn đấy. Như mình nói thì cái mã băm thứ hai này nó lại chứa cái mã băm thứ nhất này đấy. Và cái khối thứ ba thì khối ba nó cũng tương tự như thế đấy. Khối thứ ba là cái lần giao dịch thứ tư sẽ chứa cái các giao dịch đã được xác nhận ở ở khối thứ thứ ba này và cái mã băm của khối trước đó cùng với cái tham số nâng. Đấy. Vậy thì nhìn lại chúng ta sẽ có được là khối cái mã băm thứ nhất 2 3 4. Đấy. Mã băm 3. Ví dụ như thế đi. Đấy. Thì từ những cái ví dụ trên chúng ta có thể thấy rằng là có bốn mảnh dữ liệu được chuyển về dưới dạng là mã băm. Lúc này thì chúng ta có thể thêm các mã băm đó vào các khối và tạo thành một cái blockchain liên kết với nhau. Thì cái khối không này, cái khối không này là cái khối khối nguyên thủy và nó không cái tồn tại cái không tồn tại trước đó, cho nên là cái khối này nó cần cần phải liên kết. Khối thứ hai trên blockchain được gọi là khối khối một đấy thì sẽ liên kết với mã băm của cái khối nguyên nguyên thủy, mỗi khối sẽ được bổ sung vào blockchain sẽ liên kết với mã băm của khối trước đó trong cái phần đầu đấy và kết nối chúng lại với nhau tạo thành một chuỗi đấy. Ví dụ ở cái khối không này đấy, trước đó là không có khối nào kết nối với nó cả thì nó sinh ra cái mã này, sinh ra cái mã này chẳng hạn. Ở khối thứ hai thì nó sinh ra cái mã này đấy và nó liên kết với nhau, liên kết với nhau đấy. Khối thứ ba cũng tương tự như thế.
Đấy. Đó là một cái ví dụ cơ bản về việc thiết lập một một blockchain. Mỗi nhóm giao dịch sẽ được chuyển thành một cái mã băm. Đấy. Kết hợp với mã băm của khối trước đó và nó tạo thành một bộ số mà thợ đào cần phải giải được. Đấy. Đây là cái câu mà bạn cần phải nhớ, đó là mỗi nhóm giao dịch thì nó được chuyển thành một cái mã băm. Và kết hợp với mã băm của khối trước đó. Đấy, kết hợp với khối mã băm trước đó và nó sẽ cùng với một cái bộ số mình gọi cộng với cái bộ số năm này đấy, thì nó sẽ tạo ra được một hệ thống, một cái khối blockchain. Mã băm được bao hàm trong cái phần đầu của khối tiếp theo và liên kết với khối mới vào trước đó. Như vậy thì sao? Như vậy thì chúng ta có thể bám theo các giao dịch từ khối hiện tại ngược về cái khối nguyên thủy để tìm hiểu những cái gì mà nó đã diễn ra ở ở bên bên trong cái blockchain đấy. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra là chúng ta có thể thay đổi blockchain hay không? Thì như chúng ta đã thấy thì trong cái ví dụ mà tạo mã băm ấy, mọi sự thay đổi nhỏ ở trong văn bản hay là trong cái cấu trúc, nó nói chung là chúng ta thay đổi một tí thôi là nó sẽ tạo ra cái mã băm hoàn toàn mới. Đây là cách thức mà blockchain hoạt động, khiến cho việc thực hiện cái hành vi gian lận ấy nó sẽ khó mà thực hiện được. Đấy. Ví dụ như một người nào đó muốn thao túng cái blockchain và thay đổi cái giao dịch trước đó. Ví dụ như là thay vì anh ta nhận được 20 Bitcoin thì anh ta cố tình gian lận lên nhận được 100 Bitcoin chẳng hạn, dù đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ xíu bằng cách là sửa lại một con số thôi. Đấy, sửa lại một con số thôi thì nó sẽ nó nói chung là hệ thống blockchain nó sẽ tự động nó thay đổi hoàn toàn lại. Đấy, loại sửa đổi này có thể dễ dàng diễn ra ở trong cái cơ sở dữ liệu mà tài chính hiện nay. Ví dụ như sổ sách ấy, chúng ta làm sổ sách ấy, trong cái hệ thống tài chính ngân hàng hiện nay chúng ta làm sổ sách là làm ở trên Word, Excel, PowerPoint chẳng hạn, thì do vô tình hay cố ý gì đấy mà người ta nhập sai một con số, nếu không được phát hiện ra thì coi như là chúng ta sẽ thiệt hại và coi như là không thể nào biết được. Đấy. Nhưng mà trong blockchain thì khác, việc thay đổi một con số sẽ tạo ra một cái mã băm hoàn toàn mới cho cái khối giao dịch đó. Ví dụ mã băm nguyên thủy của nó, của cái khối, mã băm nguyên thủy của khối. Là A chẳng hạn. Đấy. Và vì mỗi khối ở trong blockchain ấy nó kết nối liền với khối trước đó. Đấy. Cho nên là nó khi mà chúng ta thay đổi, khi mà có một người đó gian lận chẳng hạn, gian lận. Mà thay đổi một cái thì nó sẽ sinh ra cái mã băm mới là B. Đấy. Mã băm mới B. Đấy. Thì phần đầu của mã băm ở trong cái khối, ví dụ ở đây mình đặt là khối khối thứ ba đi. Đấy. Thì cái trong cái khối thứ tư chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ thay đổi theo. Đấy.
Điều này sẽ thay đổi cái mã băm của cái khối. Điều này sẽ làm thay đổi cái mã băm của cái khối thứ thứ tư này. Tại vì sao? Tại vì là phần đầu của cái, ví dụ chúng ta thay đổi một con số thôi của cái khối thứ ba này, thì nó sẽ thay đổi để nó có thể chứa được cái mã băm mới của cái khối khối nguyên thủy này đấy, sinh ra do giao dịch. Cho nên tình trạng này sẽ tiếp tục sẽ xảy ra lần lượt cho tới khi là cái khối mới nhất của blockchain và toàn bộ cái mã băm của các khối đều được thay đổi. Đấy. Đấy. Cho nên là nói chung là những cái khi mà mình thay đổi A chẳng hạn thì B nó cũng sẽ thay đổi theo. Đấy. Và C nó cũng sẽ thay đổi theo. Đấy. Cái A khi mình thay đổi A thì cái B này nó sẽ để chứa được A thì nó phải biến đổi thành một cái mã băm mới. Đấy. Mà cái B này bị biến đổi thì cái C này nó sinh ra nó cũng sẽ bị biến đổi theo. Đấy. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là rất khó để có thể thay đổi được một cái blockchain trên blockchain. Rất khó để mà gian lận được. Hầu như là không thể luôn. Và như thế chúng ta kết thúc cái buổi trao đổi học tập ngày hôm nay.